ba anh chị thấy cái dãy phố này có đẹp không ạ? Hai dãy nhà lầu đối diện với nhau. Đó. Đồng bộ và cao tầng. Rất là đẹp. Và những gì trước mắt của ba anh chị thấy đã đủ xinh chưa ạ? Điện âm nước máy này. Đường rộng vỉa hè lớn. Quan trọng nữa là gần chợ Lạc Quang và gần chợ Tự Phát. Chỉ cách chợ Tự Phát khoảng 150m thôi. Theo con đường này đó, cô bác rẽ phải ra đúng 50m đó là chợ rồi. Với con đường này thì hai xe ô tô tránh nhau thoải mái luôn. Một khu phân lô. Đồng bộ cao cấp hết là một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Và đây là căn nhà em muốn giới thiệu cô bác mình hôm nay. Với diện tích ngang 4m, độ sâu là 20, với kết cấu là một trệt, một lửng, đúc kiên cố lên tới 3 tầng lầu. Đường trước mặt là hai xe hơi tránh nhau thoải mái rồi, cô bác anh chị ạ. Với vị trí này thì cách khu công nghiệp Tân Bình cũng giống như là cầu Thâm Lương, chỉ khoảng 500m. Chỗ này là thuộc phường Tân Thế Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà với pháp lý là sổ hồng riêng mới nhất của năm 2024. Và căn nhà này là nhà mới xây dựng xong. Đầu tiên chúng ta di chuyển vào tầng lửng của căn nhà mình. Cô bác chị có xe hơi 7 hoặc 9 chỗ sẽ đậu ở khu vực này. Căn nhà này thích hợp cho một đại gia đình cô bác chị chúng ta sử dụng nha. Có tới 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách, nhà bếp và có 1 phòng xông hơi riêng. Trong đó sẽ có 5 nhà vệ sinh riêng biệt. Đây là căn nhà mới xây dựng xong, pháp lý chuẩn chỉ nhất của năm 2024. Với giá đang chào bán chỉ có 7 tỷ 800 triệu đồng. Và giá này thì vẫn còn thương lượng cho một căn nhà với diện tích cực khủng như thế này và full nội thất của ba anh chị ạ. Như các bác chị đang thấy này, không gian nhà bếp này. Đó, từ bàn ăn cho tới kệ bếp, tất cả đều được tặng hết của bác chị nha. Như căn nhà này thì có bác chị chúng ta chỉ việc sẵn sách ba ly về và ở luôn, không phải làm gì thêm. Phía dưới này là khu vực giếng trời sân sau. Với cái khu vực này thì có bác chị có thể là sau này thiết kế thêm một cái thang máy chờ. Rất là ok nha. Ngang 4, sâu 20. Cách cầu Thâm Lương chỉ khoảng 500m. Và chỗ này chính xác là chợ Lạc Quang, thuộc phường Tân Thế Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà nằm trong khu phân lô đồng bộ cao cấp. Điện âm, nước âm. Phù hợp cho một đại gia đình có ba chị sử dụng, vừa làm nhà ở và vừa làm được văn phòng đại diện công ty. Với hệ thống cầu thang thì được chạy đèn LED rất là sang trọng này. Và đây là trên tầng lửng của căn nhà mình. Với cái vị trí này thì các bác chị sẽ tiếp những vị khách quý và những người bạn của mình trên khu vực này. Đây là không gian tầng lửng của căn nhà mình này. Với 4 phòng ngủ thì được tặng cho chúng ta tất cả là 5 chiếc máy lạnh. Tất cả đều là mới hết các bác chị nha. Từ tivi cho tới tủ lạnh, máy giặt, giường nệm, chăn ga, gối nệm là được tặng hết. Có nghĩa là tất cả những gì các bác chị thấy trong clip này đều là được tặng hết các bác chị nha. Với pháp lý là sổ hồng riêng thì đương nhiên các bác chị sẽ được hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 80% giá trị của tài sản này. Đây là không gian tầng lửng của căn nhà mình này. Một chiếc đèn chùm pha lê nằm ở giữa ngôi nhà. Rất là sang trọng nha. Và bây giờ là mời các bác chị di chuyển lên trên tầng lầu 1. Cứ trên mỗi tầng lầu thì sẽ có 2 phòng ngủ và có 2 nhà vệ sinh được khép kín ở bên trong. Và bây giờ đây là phòng ngủ số 1 này. Các bác chị thấy rộng rãi không? Đó, chăn ga gối nệm này. Ban công này. Đó, rất là đẹp. Đây là đấy, chăn ga gối nệm này, kệ, tivi này, máy lạnh này, được tặng hết các bác chị nha.
Với vị trí là chỉ cách chợ Lạc Quan khoảng 100 mét thôi. Rất là đẹp rồi. Trong phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh riêng biệt. Và đây là phòng ngủ số 2. Với căn nhà này thì cô bác chị chỉ cần có trong tay khoảng 3 tỷ rưỡi là sở hữu được ngay căn nhà này rồi. Và phần còn lại thì cô bác chị cứ để cho ngân hàng hỗ trợ nhé. Căn nhà này thì cô bác chị sẵn sàng về ở ngay, không phải làm gì thêm. Và bây giờ là mời cô bác chị lên trên lầu số 2. Đây, nhà vệ sinh của phòng số 2 đây. Đó, đầy đủ nha. Chỗ này là phường Tân Thứ Nhất, quận 12, chứ không phải ở Hóc Môn, cô bác chị nha. Từ vị trí này thì cô bác chị di chuyển về trung tâm sân bay Tân Sơn Nhất chỉ mất khoảng 15 phút thôi. Và đây là tầng lầu 2, cũng giống như là lầu số 1, trong phòng ngủ cũng có nhà vệ sinh nè. Rộng rãi, thoải mái nha. Và cũng được tặng cho cô bác chị chúng ta là từ chăn ga gối nệm này, tủ áo quần này, bàn trang điểm, cho tới là máy lạnh. Thì đây cũng có thêm một chiếc ban công nữa này. Và di chuyển lên, ta còn phòng của số 4. Một căn nhà rất là đẹp. Cô bác chị đang xem video, xin vui lòng bấm đăng ký và chia sẻ để đón nhận video mới mà em up trên trang của mình hàng ngày. Tất cả các vị trí từ Hóc Môn cho tới quận 12, em đều có những sản phẩm riêng biệt hết cô bác chị nha. Đây là nhà vệ sinh số 5. Và bây giờ là mời cô bác chị lên trên tầng số 3. Đây là một căn nhà mới, pháp lý, sổ hồng chuẩn chỉ, không còn lăn tăn một vấn đề gì nữa. Đây là phòng thờ, rộng rãi của bác chị nha. Đó. Và đây là phần sân thượng phía trước của bác chị này, thấy rất là chill nha. Đấy. Với vị trí này thì mỗi buổi tối hoặc là mỗi buổi chiều chúng ta ngồi đây uống trà là nhất rồi. Đó. Ngang 4, sâu 20. Căn nhà thích hợp cho một đại gia đình của bác chị chúng ta sử dụng, vừa làm được nhà ở và vừa làm được văn phòng đại diện công ty. Đường xá thông thoáng, ngay gần chợ luôn. Và di chuyển ra phía sau, ta có một phòng sông hơi khá là sang trọng và chill nha. Đây, điểm nhấn của căn nhà mình nằm ở đây. Đó. Đây là sự khác biệt của căn nhà này với những căn nhà khác trong khu vực này. Đó. Rất là sang trọng này. Và phần còn lại đây là sân thượng phía sau. Cô bác chị có thể là phơi đồ ở đây. Anh chị nhà có thiết kế cho chúng ta một chiếc thang để lên trên tầng mái này. Và trên này là có máy năng lượng mặt trời, cũng giống như là bồn nước. Cô bác chị nào quan tâm tới căn nhà này, xin vui lòng cứ liên hệ về bên em theo khung giờ nào cũng được. Em xin cảm ơn.